gửi nhóm nhân dân làm chủ theo sự phân công của đảng cộng sản việt nam tôi là phật tử thiền tông miền trung có một số câu hỏi tôi nhờ nhóm nhân dân làm chủ giải đáp giúp tôi xin chân thành cảm ơn các câu hỏi như sau câu hỏi một của phật tử thiền tông miền trung trường hợp nào theo thiền tông lại bị vào địa ngục tôi là nhân dân tên võ thị tuyết vi cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai Xin trả lời câu hỏi 1 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung Câu hỏi này sai Người tu Thiền Tông không xuống địa ngục mà vào hỏa ngục Vì làm những chuyện như sau một Giảng Thiền Tông sai 2. Lợi dụng Thiền Tông để lừa đảo người khác Câu hỏi 2 của Phật tử Thiền Tông miền Trung Tu thành Phật để làm gì? Tôi là nhân dân, tên Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 2 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Tu thành Phật để tái nhập bất cứ trái đất nào ở trong càng khôn vũ trụ, để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ khác vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và tánh người tạo công đức, nhưng không chịu tạo, mà ham tạo các thứ ở trái đất như sau một ham tạo nhà cửa hai ham tạo ruộng vườn ba ham tạo địa vị bốn ham tạo danh lợi vân vân câu hỏi ba của phật tử thiền tông miền trung tôi thấy một số phật gia kéo nhau tu theo thiền tông thất miền trung xin hỏi đây có phải là chi nhánh của chùa thiền tông tân diệu không tôi là nhân dân tên võ thị tuyết vi cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai, xin trả lời câu hỏi 3 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Thiền Tông Thất miền Trung không phải là chi nhánh của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Chùa Thiền Tông Tân Diệu không có chi nhánh. Câu hỏi 4 của Phật tử Thiền Tông miền Trung. Những người Phật gia này có tu theo Thiền Tông đúng đường không? Tôi là nhân dân, tên Võ Thị Tiếp Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai Xin trả lời câu hỏi 4 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung Thiền Tông không có tu, nếu tu là không đúng với Thiền Tông Câu hỏi 5 của Phật tử Thiền Tông miền Trung Có một người tự xưng là Thiền Gia Lập ra Thiền Tông Thất miền Trung này nói rằng Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho phép thiền gia này Giải đáp Thiền tông cho các Phật tử miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đến Thiền tông thất miền Trung này, sự thật có phải như vậy không? Tôi là nhân dân, tên Võ Thị Tiếp Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai, xin trả lời câu hỏi năm của nhóm Phật tử Thiền tông miền Trung. Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu không cấp phép cho thiền gia nào giải đáp Thiền tông hết. Câu hỏi 6 của Phật tử Thiền tông miền Trung, vị tự xưng là Thiền gia này khoe với mọi người rằng mình có thể ra vào tam giới như chơi, mình có khả năng nói chuyện với ban bệ trời, thần, thánh, tiên, nên người này chấp tất cả mọi người đến hỏi tự do, kể cả chửi bới mà không hề hấn gì. Vậy làm sao để kiểm chứng được người này đang nói thật? hay lừa gạt người nhẹ dạ cả tin, xin chỉ dẫn giúp tôi. Tôi là nhân dân tên Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai, xin trả lời câu hỏi 6 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Xin hỏi một câu như sau, con người đầu tiên ở trái đất này, đầu tiên ai tạo ra, công thức như thế nào? Nếu trả lời được là đúng, không trả lời được là xạo chắc chắn hầm lửa lớn đang chờ đó. Câu hỏi 7 của Phật tử Thiền Tông miền Trung Vị tự xưng là thiền gia này, khi nói chuyện với mọi người, đôi mắt thường hay liêm diêm, tỏ vẻ ta đây rất thanh tịnh. Vậy cho tôi hỏi ba ý. Ý một, vậy làm sao để kiểm chứng người này có thực sự thanh tịnh hay không? Ý hai, Tại sao người này đôi mắt thường hay lim diêm? Ý ba, tôi có nên tin theo người này không? Tôi là nhân dân, tên Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 7 của nhóm Phật tử Thiền Tông huyền Trung. Đây là tên lừa đảo chính hiệu đó. Theo pháp môn của Đạo Phật, phải theo bằng trí tuệ khoa học vật lý. Đừng nghe ai nói gì cũng tin. Tinh đại là người ngốc đó. Câu hỏi 8 của Phật tử Thiền Tông Miền Trung Người tự xưng là thiền gia ở Thiền Tông Thất Miền Trung này khẳng định Các câu giải đáp Thiền Tông Sư soạn giả Nguyễn Nhân giải đáp chưa sâu, hãy còn nông cạn. Người này còn nói giải đáp sâu hơn cả Thầy Nhân. Mong các anh chị trong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia đến gặp người tự xưng là thiền gia này để mà học hỏi thêm. Tôi là nhân dân, tên Võ Thị Tuyết Vi, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 8 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Cứ đến hỏi vị này câu như sau. Các vị thần, thánh, tiên và ngạ quỷ ở trái đất này có bị nhân quả không? Nếu có là bị như thế nào còn nếu không cho biết lý do trả lời được là đúng trả lời sai là đại xạo hầm lửa to đang chờ đó hãy nghe bài kệ danh tiền mới xạo mà thôi danh tiền mới vào ngồi hầm lửa to dù cho có chức danh to ham danh ham của lửa to đón mình Câu hỏi chính của Phật tử Thiền tông miền Trung. Dạo gần đây tôi thấy có người chia sẻ ngâm nước muối từ 45 phút đến 2 tiếng với lượng muối từ 3 đến 5 kg với lượng nước trên dưới 60 lít sẽ chữa được rất nhiều bệnh, sự thật có đúng hay không ạ? À? Xin giải thích. Tôi là nhân dân tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi chính của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Đây là lượng muối quá đậm đặc, giết chết bất cứ ai mà ngâm trong nước muối đậm đặc quá lâu, giống như mình tự làm con cá muối vậy. Câu hỏi 10 của Phật tử Thiền Tông miền Trung Tôi nghe nói có những trường hợp xảy ra đã bị chết trong thùng ngâm nước muối này, như vậy có đúng hay không? Xin trả lời giúp tôi. Tôi là nhân dân tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 10 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Phần này nên kiểm tra lại. Học Thiền Tông thì phải bằng trí tuệ thật sáng suốt. Đừng nghe ai nói gì cũng tin. Nghe ai nói gì cũng tin là mình quá ngốc. Muốn theo đạo Phật Thiền Tông thì phải thực hiện cơ bản như sau. Một, Tu để thành cái gì? Phải hiểu cho thật rõ. 2. Có cho hỏi tự do không? 3. Nếu không cho hỏi tự do là lừa đảo đó. Đừng có theo, mà mình là người ngu vậy. Câu hỏi 11 của Phật tử Thiền Tông miền Trung Có Phật tử Thiền Tông chê bai video của nhóm nhân dân làm chủ Bây giờ hay bị bệnh Xin các anh chị giải thích tại sao như thế Tôi là nhân dân tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 11 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Có Phật tử Thiền Tông chê bai video của nhóm nhân dân làm chủ, bây giờ hay bị bệnh? Phải biết, Pháp môn Thiền Tông là của Đức Phật giao cho vị thần Kim Cang gìn giữ bất cứ người nào mà một Chê bai hai Chửi 3. Phá 4 cướp, năm, triệt tiêu, vân vân thì bị vị hình kim cang đánh. Chúng da thịt thì bị bùm tím, chúng tim thì chết liền, tán da bại sản, vân vân. Câu hỏi 12 của Phật tử Thiền tông miền Trung. Phật tử Thiền tông ban đầu tạo công đức nhưng sau này không tạo công đức mà toàn làm phước đức, như vậy có giải thoát được không? Tôi là nhân dân tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở biên hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 12 của nhóm Phật tử Thiền tông miền Trung. Phật tử Thiền tông ban đầu tạo công đức nhưng sau này không tạo công đức mà toàn làm phước đức, như vậy không giải thoát được mà phải theo nghiệp phước đức. Câu hỏi 13 của Phật tử Thiền tông miền Trung, Phật tử Thiền tông vẫn thường xuyên tạo công đức nhưng không về chùa truyền thiền được đến nay tuổi già sức yếu và đã qua đời, con cháu không làm theo nghi lễ của thiền tông mà an táng và đem bản gỗ truyền thiền, giấy yếu chỉ thiền tông, hình ảnh thờ chân dung tới 49 ngày, gia đình đem đốt hết. vậy Phật gia này có về Phật giới được không ạ? Tôi là nhân dân, tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở biên hòa đồng nai. Xin trả lời câu hỏi 13 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Không về được Phật giới. Câu hỏi 14 của Phật tử Thiền Tông miền Trung. Có người tự xưng là Minh Sư, dạy truyền tâm ấn, cứu được năm đời tổ tiên của huyền thất tổ siêu thăng, nhất nhân thành đạo của huyền thăng. Khi mọi người chết, Minh Sư đã truyền tâm ấn cho rồi, chỉ có Minh Sư dẫn đi thì mới giải thoát được. Thưa, sự thật có đúng như vậy không? Xin giải thích giúp tôi. Chân thành cảm ơn. Tôi là nhân dân. Tên Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin trả lời câu hỏi 14 của nhóm Phật tử Thiền Tông miền Trung. Phải hiểu cơ bản chữ Minh Sư như sau. Minh là sáng, Sư là thầy. Hai chữ này ghép lại ý nghĩa là thầy sáng, gọi là Minh Sư. Nếu người nào thấy bằng tánh Phật của mình Thì người này gọi là Minh Sư Một Còn thấy bằng tánh người Gọi là Phàm Phu Thấy Hai Còn thấy bằng tánh thần Gọi là Thần Nhãn Thấy Ba Còn thấy bằng tánh thánh Gọi là Thánh Nhãn Thấy Bốn Còn thấy bằng tánh tiên Gọi là Tiên Nhãn Thấy Năm Còn thấy bằng tánh âm Tức tánh tối Gọi là âm nhãn thấy Trên đây là cơ bản tánh thấy của một con người. Muốn đổ cửu huyền thất tổ thì người này phải có công đức vô lượng vừa hay ít. Trở về Phật giới, tái nhập ta bà, tìm thất tổ cửu huyền đổ được. Nếu cửu huyền hay thất tổ, vị nào có từng số điện từ dương từ 9 trên 10 hay 10 trên 10 thì mới đổ được. Còn người nào không mở được Phật nhãn mà xưng mình là minh sư là tên lừa đảo đó. Chữ truyền tâm ấn đây là của mấy người xảo nói để lừa người thôi. Không hiểu tâm ấn là gì mà nói truyền. Xin kính chào nhóm nhân dân làm chủ quốc gia. Tôi là Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tôi có một số câu hỏi, kính mong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi 1 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Trong bầu hoàn đạo 2 của tam giới có 11 hành tinh, trong đó có trời tứ thiên vương. Tại sao trời tứ thiên vương lại làm chủ trái đất, tam giới và tạo ra các loài? Do ai giao cho trời tứ thiên vương nhiệm vụ này ạ? À? Tôi là Nhân dân, tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 1 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Câu này thuộc bí kiếp của bí mật Thiền tông, không trả lời được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, nhân dân chúng tôi sẽ đi xin và tặng cho một quyển. Quý vị sẽ biết tất cả sự thật ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Câu hỏi 2 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương đã tạo ra con người theo quy trình như thế nào ạ? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 2 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Câu này cũng thuộc bí kiếp của bí mật Thiền tông, không trả lời được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, nhân dân chúng tôi sẽ đi xin và tặng cho một quyển. Quý vị sẽ biết tất cả sự thật ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Câu hỏi 3 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Những con người đầu tiên trước khi mang theo lớp nghiệp và nhân quả với nhau thì có được ấn định số lượng bao nhiêu người nam và bao nhiêu người nữ không ạ? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi 3 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội Con người ấn định nam nữ ở Phật giới chớ không phải ở trái đất này. Câu hỏi 4 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Tánh Phật Nam hay Nữ chính là do kim thân Phật từ bên Phật giới gắn hạt điện từ âm và điện từ dương. Vậy người Nam và người Nữ đầu tiên đó gặp nhau, tiết duyên và sinh ra con là theo sự chỉ định của các vị thần thánh tiên hay do quy định của dòng tộc ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 4 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Người nam, người nữ kết duyên nhau là do hai người này ước hẹn với nhau bên Phật giới. Vị thần quản lý chỉ kéo lại với nhau mà thôi. Câu hỏi 5 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa, một con người vô tính được tạo ra bởi hạt nhân Vậy, một vị thần, thánh, tiên cũng được tạo ra bởi hạt thần, hạt thánh, hạt tiên. Xin giải thích giúp tôi. Hiểu công thức tạo ra các vị thần, thánh, tiên được không ạ? Xin cảm ơn. Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 5 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Không, Câu này cũng thuộc bí kíp của bí mật thiền tông, không trả lời được. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, nhân dân chúng tôi sẽ đi xin và tặng cho một quyển. Quý vị sẽ biết tất cả sự thật ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Câu hỏi 6 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Trong tam giới cuốn hút của điện tử âm dương, các hành tinh trong tam giới đều quay nên đều chịu quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Các thân trời ở các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng phải theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vậy, khi thân trời chết sẽ đi về đâu? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 6 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Sinh lão bệnh tử là mang thân tứ đại. Chớ trời thần thánh tiên ngạ quỷ, làm gì có sinh lão bệnh tử mà đi về đâu? Câu hỏi 7 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Thưa, hạt bụi trần mà Đức Phật đề cập trong kinh là những hạt nào ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh xin trả lời câu hỏi 7 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Hạt bụi trần là hạt chân như ở địa giới đó. Câu hỏi 8 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa, có thể giải thích giúp tôi danh từ tạo thiên lập địa. Tạo thiên là tạo những cái gì? Lập địa là để làm chi? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 8 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tạo Thiên là tạo ra 39 loài trời như sau: 11 loài trời dục giới siêu mạnh ở bầu Hoàng đạo 2 Tam giới, 11 loài trời hữu sắc siêu rực rỡ lung linh ở bầu Hoàng đạo 3 Tam giới, 6 loài tiên trời ở nước trời cực lạc siêu rực rỡ nhưng thanh tịnh ở bầu Hoàng đạo 3 Tam giới. 11 loài trời vô sắc siêu thanh tịnh luôn biến chuyển huyền ảo ở bầu hoàng đạo bốn tam giới gọi là tạo thiên lập địa là sản xuất ra trái đất và sản xuất ra bảy loài sinh sống ở trái đất và nhiệm vụ của mỗi loài gồm một các loài người hai các loài thần ba các loài thánh bốn các loài tiên 5. Các loài ngạ quỷ 6. Các loài súc sinh 7. Các loài thực vật gọi là lập địa Câu hỏi 9 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Thưa, cùng sống chung trong một trái đất, con người thì lúc nào cũng tranh giành, hơn thua, chém giết nên có chiến tranh. Vậy, cõi âm họ có hơn thua, tranh giành và đánh lộn nhau không? và nếu có thì họ mượn thân con người để làm việc đó hay bằng hình thức nào ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi chính của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Con người sống theo 16 thứ tánh người nên mới tranh giành hơn thua chém giết nên có chiến tranh. Còn cõi âm là trợ giúp và quản lý thân và tánh con người nhiệm vụ ai nấy làm không có tranh giành hơn thua chém giết nên không có chiến tranh ở thế giới này có chiến tranh là vì loài người không biết sự thật ở trái đất ai cũng sử dụng bốn thứ tánh con người gồm tưởng tham ác kiến chấp ai cũng cho ta là giỏi nên mới đánh nhau nếu loài người biết sự thật ở trái đất thì không có chiến tranh Câu hỏi 10 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tôi có đọc trong kinh thường hay nhắc tới tám loài chúng sinh là Thiên, Long, Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Atula, La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Tám loài này là loài nào trên trái đất này ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 10 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội Người dịch kinh ngày xưa không hiểu sự thật ở trái đất Nên họ dịch như vậy Vì vậy Đức Phật mới cho phổ biến thiền tông Để chuẩn hóa đạo Phật lại Trái đất chỉ có ngũ thú tạp cư gồm Người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ Năm loài này có trách nhiệm Còn xuất sinh và thực vật thì hỗ trợ cho con người thiên trên trời long là rồng là con vật làm cảnh trên trời giả dạ xoa là ngã quỷ atula là thần ca lâu la là thánh khẩn na la là tiên ma hầu la già là súc sinh cũng xin nói rõ thêm trái đất không có loài địa ngục mà địa ngục là nơi giam giữ các trung ấm thân của con người phạm trọng tội, giống như ở thế gian là khám đường vậy, là nơi người ở tù, chớ không có loài tù. Cũng như vậy, địa ngục là nơi giam giữ trung ấm thân, chớ không có loài địa ngục. Câu hỏi 11 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa đỉnh cao sự sống của con người sự thật là gì ạ? À? Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 11 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Đỉnh cao sự sống của con người, sự thật là hoại, một triệu lần là diệt, chuyển qua hành tinh khác sống. Câu hỏi 12 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Danh từ oan gia trái chủ mà các thầy vật lý hay sử dụng có nghĩa là gì? Xin giải thích giúp tôi. Tôi là nhân dân tên Đoàn Trúc Nhân, cư ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 12 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Oan gia trái chủ mà các thầy vật lý hay sử dụng là lấy trong kinh nhân quả của đạo Phật ra nói ở họ tộc và gia đình đó là làm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu với nhau là oan gia nhà cửa, ruộng vườn, danh lợi, địa vị là nghiệp báo. Câu hỏi 13 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Một trong sáu nút thắt của con người là kiến chấp. Các anh chị trong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia có thể chỉ cho tôi 5 nút thắt còn lại là những gì được không ạ? Tôi là nhân dân, tên Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 13 của chị Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa chị, con người không hiểu sáu nút thắt là không hiểu sự thật ở trái đất này. Ý nghĩa sáu nút thắt ở đây, Đức Phật dạy có rất nhiều ý như một là nói về thân của mỗi con người ai cũng có sáu căn gồm mắt, tai, mũi, miệng ý thân nếu người nào biết được một căn nó xuất phát từ đâu thì năm căn kia đều biết hai là nói về sáu pháp môn tu của đức phật dạy gồm tiểu thừa trung thừa đại thừa niệm phật niệm chú thiền tông nếu người nào hiểu công thức của một pháp môn tu thì năm pháp môn kia đều biết. Ba là nói về sáu đạo ở trái đất này gồm đạo Phật, đạo trời, đạo thần, đạo thánh, đạo tiên, đạo ngạ quỷ. Nếu người nào hiểu công thức tu chỉ một đạo này thôi thì biết tất cả năm đạo còn lại. Bốn là nói về sáu loài có ở trái đất này gồm loài phật loài trời loài thần loài thánh loài tiên loài ngạ quỷ đầu tiên ai tạo ra nếu người nào chỉ hiểu một loài do ai tạo ra thì biết tất cả năm loài còn lại năm là nói về công thức tạo ra sáu loài gồm loài Phật, loài trời, loài thần, loài thánh, loài tiên, loài ngạ quỷ. Công thức tạo ra như thế nào? Nếu người nào chỉ biết công thức tạo ra một loài thôi, thì biết tất cả năm loài còn lại, vân vân. Vì vậy, trong kinh Đức Phật dạy câu Người nào mở được một nút thắt thì năm nút thắt kia đều mở được hết. Sáu là nói về chân như gồm nút một chân như là gì, nút hai càng khôn vũ trụ chứa gì trong đó, nút ba phật giới ở đâu, loài nào sống trong đó và nhiệm vụ làm gì, nút 4 trong hệ mặt trời có những gì? Loài nào sống trong đó và nhiệm vụ ra sao? Nút 5. Trái đất này do ai lập ra? Thời gian là bao lâu? Tuổi thọ trái đất là bao nhiêu năm? Loài nào sống trong đó và nhiệm vụ ra sao? Nút 6. Giải thích toàn diện các đạo ở trái đất này như ở trái đất này có mấy đạo dạy ra sự thật tu theo đạo sự thật để được cái gì đạo sự thật ai lập ra ở trái đất này có mấy đạo không phải là sự thật đạo không phải sự thật tu để được cái gì lý do mà đức phật nói con người mười phần mê muội cả mười Nút thứ nhất là chân như người tu theo đạo phật mà hiểu được toàn diện chân như ở địa giới này mới được gọi là mở được nút thắt thứ nhất trong đạo phật còn năm nút còn lại người nào hiểu hết thì mới được gọi là người mở được năm nút thắt còn lại người nào muốn mở được sáu nút thắt của đức phật dạy Người này phải có 6 phần tiêu chuẩn như sau. Tiêu chuẩn 1. Người này phải có kiến thức khoa học vật lý thật cao. Tiêu chuẩn 2. Người này phải biết thân người của mình có mấy thứ tánh. Tiêu chuẩn 3. Người này phải biết thân người của mình là gì. Tiêu chuẩn 4 Người này phải có trí tuệ thật sáng suốt, làm hay tin việc gì cũng bằng thực tế và khoa học. Tiêu chuẩn 5 Người này không quỳ lại hay cầu xin bất cứ ai ở trái đất này, vì con người là đẳng cấp cao nhất ở trái đất này. Người nào quỳ lại và cầu xin bất cứ ai ở trái đất này thì con người này là yếu hèn khiếp nhược. Con người này tự đánh mất giá trị con người của mình. Tiêu chuẩn 6 Ở trái đất này, người nào mà tu, thì người này không cách nào hiểu được sự thật ở trái đất này. Câu hỏi 14 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội xin giải thích giúp tôi về bảy cái luân xa trong cơ thể người mà bên giáo lý của yoga nói đó là bảy cái vòng xoay năng lượng trên cơ thể con người giúp duy trì năng lượng sống. Sao lại gọi đó là trung tâm năng lượng và năng lượng đó là cái gì? Từ năng lượng có ý nghĩa gì ạ? Tôi là nhân dân, tên Hoàng thị Thu Hồng. Cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 14 của chị Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Thưa chị, ý nghĩa hai chữ luân và xa Sa như sau. Luân là luân chuyển. Xa là chiếc xe chuyên chở đi. Giải thích theo đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam, luân xa này có 7 xe chuyên chở gồm luân xa một là quả tim gọi là tâm có hai phần gọi là tâm thức và tâm nhĩ do điện từ âm dương cuốn hút cứng lại và giãn nở ra để cho quả tim có hai phần thất và nhĩ này làm việc có công dụng như sau tâm thất có nhiệm vụ đẩy máu đi vào động mạch chủ vào hai lá phổi để máu nhận oxy và thải khí CO2 ra, để máu này đi nuôi khắp châu thân. Tâm nhĩ có nhiệm vụ hút máu từ các tĩnh mạch vào trái tim để chuyển qua tâm thất, chuyển qua động mạch, đưa vào hai lá phổi, máu nhận oxy và thải khí CO2 ra, để máu này đi nuôi khắp châu thân phần chuyển luân xa một này theo đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam do vị toàn năng toàn giác dạy gọi là chuyển luân xa khoa học vật lý theo ngành y học việt nam và thế giới gọi là hệ tuần hoàn của cơ thể học con người theo đạo hiển linh do vị thánh ở trái đất này dạy gọi là chuyển luân xa tâm linh, tức trái tim linh thiêng. Luân xa một này hoạt động thì toàn thể lục căn con người cũng hoạt động theo cơ chế vật lý gồm mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân. Luân xa hai là ở hai điểm thùy chẩm ở sau óc và ấn đường ở giữa hai chân mày. Ở hai điểm này có sáu lỗ của sáu đường dây điện để sáu tánh điều khiển thân và tánh người gồm Đường dây số 1 Để kim thân Phật ngự ở tầng bình lưu trái đất Kết nối với kim thân Phật siêu nhỏ ở trung tâm não bộ của con người Làm việc ở trái đất nhân quả và luân hồi này Đường dây số 2 để tánh người thu hút điện từ âm dương vào 16 thứ tánh người Để tánh người làm việc Đường dây số 3 Để tánh thần trợ giúp tánh người Sống mạnh dạn sống kiên cường Sống không khiếp nhược Sống không quỳ lại ai ở trái đất nhân quả này Đường dây số 4 Để tánh thánh trợ giúp tánh người sống đúng tư cách của con người. Con người sống với nhau bằng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đường dây số 5 Đệ tánh tiên trợ giúp tánh người, sống nhàn hạ, sống có trí tuệ thật sáng suốt, không tu vì tu là bị nhân quả. Đường dây số 6 Đệ tánh cô hồn, sai bảo tánh người làm những chuyện sau đây cho ta là quyền lực nhất muốn giết ai thì giết cho ta là giàu nhất muốn trừ khử ai thì người đó bị tiêu cho ta là người khôn nhất muốn chửi ai thì chửi cho ta là người mạnh nhất muốn bỏ tù ai thì bỏ ai cũng phải sợ ta ta ngồi thì người ngu phải lại vân vân luân xa ba là ở đỉnh đầu phát hào quang sau khi chết đi hai nơi nơi một trở về phật giới gọi là giải thoát do công đức của kim thân phật siêu nhỏ của con người tạo được có màu vàng sáng ánh nơi hai đi hưởng nghiệp phước đức dương ở các nước trời hay nước trời cực lạc có màu trắng sáng. Luân xa 4 là ở cổ họng, phát ra âm thanh gọi là tiếng gồm có tiếng của kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người phát ra. Tiếng của tánh người tưởng phát ra. Tiếng của tánh thần mượn thân và tánh người tưởng phát ra tiếng của tánh thánh mượn thân và tánh người tưởng phát ra tiếng của tánh tiên mượn thân và tánh người tưởng phát ra tiếng của tánh chúa mượn thân và tánh người tưởng phát ra tiếng của tánh thập loại cô hồn mượn thân và tánh người tưởng phát ra luân xa năm là ở bao tử con người có chức năng nghiền nát thức ăn để nuôi cơ thể con người chuyển hóa thức ăn đi đến các nơi trong cơ thể con người luân xa sáu là ở bộ sinh dục con người nam hay nữ người nữ thì có ba phần phần một âm đạo để thỏa mãn vật lý âm của người nữ phần hai tử cung để sinh sản ra con người. Phần 3. Thải nước thừa của cơ thể con người ra ngoài. Người nam thì có 3 phần. Phần 1. Dương vật để thỏa mãn vật lý dương của người nam. Phần 2. Cung cấp tinh trùng để cho người nữ sinh con người. Phần 3. Thải nước thừa của cơ thể con người ra ngoài. Luân Sa Bảy là ở hậu môn của mỗi con người nam hay nữ để người nam hay nữ thải chất sơ của thức ăn Câu hỏi 15 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Thưa, hình mạng Đà La trong Phật giáo Tây Tạng có ý nghĩa gì? Mật Tông Tây Tạng và phát môn Mật Chú Tông của Đức Phật dạy có giống nhau không ạ? À? Tôi là nhân dân, tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 15 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Hình Mạng Đà La trong Phật giáo Tây Tạng có ý nghĩa là hình bằng điện từ âm dương. Trong Phật giáo thường hay sử dụng danh từ Hoa Mạng Đà La là hoa bằng điện từ âm dương. Mật tông Tây tạng và pháp môn mật chú tông của Đức Phật là một. Câu hỏi 16 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Xin giải thích giúp tôi ý nghĩa câu sau trong kinh Kim Cang. Thế tôn dạy: Ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Tôi là nhân dân Tên Uông thị Kim Tuyến. Cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 16 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. 1. Ngã kiến cho hiểu biết của ta là cao hơn hết. 2. Nhân kiến là kiến chấp của con người. 3. Chúng sinh kiến là kiến chấp của đoàn thể hay tập thể hoặc tổ chức 4. Thọ giả kiến là kiến chấp của đoàn thể hay tập thể hoặc tổ chức không dời đổi được cũng gọi là kiến chấp cố định. Câu hỏi 17 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Hiện nay mọi người hay niệm câu Om Mani Padme Hum, xin giải thích giúp tôi ý nghĩa câu này được không ạ? Niệm câu này để làm gì? tôi là nhân dân tên uông thị kim tuyến cư ngụ quận bình tân thành phố hồ chí minh xin trả lời câu hỏi 17 của bà tạ phương liên ở hà nội câu ôm mani bác mê hùm câu này là câu mật chú của người tây tạng họ tu pháp môn niệm chú cũng gọi là mật chú tông của đạo phật dịch ra tiếng việt nam có nhiều danh từ như thứ nhất án ma ni bát di hồng tiếng phạn của nước ca tỳ la vệ xưa thứ hai án ma ni bát mi hồng tiếng của người hán nước trung quốc thứ ba án ma ni bát mê hồng tiếng của người việt nam câu thần chú này rất linh thiêng người niệm được các phần như sau một được bình an khỏe mạnh hai lòng từ bi của người niệm được mở rộng ra ba tà ma không dám lại gần người niệm bốn người niệm được tiêu trừ nghiệp chướng vân vân đây là cơ bản của người tu theo mật chú tông câu hỏi 18 của tạ phương liên ở hà nội tôi có đọc về tỷ lệ thành phần vũ trụ là năng lượng tối 73%, vật chất tối 23%, còn lại là các thành phần chất rắn, khí hydro, heli, các chùm sao, vân vân là 4%. Trong con người mình có tỷ lệ giống như vậy không ạ? Tôi là nhân dân, tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 18 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Năng lượng ở địa giới này tối 100%. Con người chỉ tìm đến 30% là tối đa, là trái đất đã bị hủy diệt rồi. Hiện nay, con người chỉ mới tìm hữu dụng vật chất tối mới có 23% mà trái đất sắp bị loài người đốt cháy hết. Trái đất sống theo bảy thứ tánh âm của con người Chớ không phải sống theo nghiệp Con người là sống theo nghiệp của mỗi người Nên con người không giống tỷ lệ của trái đất Câu hỏi 19 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ 8 Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký Con số 500 người được Thọ Ký thành Phật có liên quan gì tới con số tánh Phật được trở về Phật giới khi công bố pháp môn Thiền tông không ạ? À? Tôi là nhân dân tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 19 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thứ 8, Ngũ Bá đệ tử thọ ký con số 500 người được thọ ký thành Phật. Đức Phật dạy như sau: Khi pháp môn Thiền tông được công bố ra, chỉ có 500 người được trở về Phật giới mà thôi. Còn có một số lớn họ không chịu về, họ thích danh và tiền nên ở lại đi nơi khác. Câu hỏi 20 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tùy hỷ công đức nghĩa là gì. Tôi là nhân dân tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 20 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Tùy hỷ công đức nghĩa là mình giúp người khác hiểu pháp môn Thiền tông học. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, đừng có ép người ta mà bị nghiệp Người nghe mà hiểu thì mình có công đức, họ không hiểu thì mình không có công đức. Câu hỏi 21 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Pháp sư công đức nghĩa là gì? Tôi là nhân dân tên uông thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 21 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Pháp sư công đức nghĩa là thầy giảng về pháp môn giải thoát, thầy này có công đức. Câu hỏi 22 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Phân biệt công đức nghĩa là gì ạ? Tôi là nhân dân tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 22 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Phân biệt công đức nghĩa là công đức có ba loại. Một là công đức vô lượng, hai là công đức vừa, ba là công đức ít. Câu hỏi 23 của Tạ Phương Liên ở Hà Nội Theo Thiền Tông là mình học cho thật hiểu và hành cho thật đúng Thiền tông không tu, vì tu là nhân quả. Cái hành của Thiền tông ngoài việc tạo công đức trong sáng, thuộc đường về Phật giới, mình còn phải hiểu thêm những gì về cái hành này nữa không ạ? Xin chỉ dẫn thật cặn kẽ để chúng tôi vững vàng trên con đường trở về cội nguồn của chính mình ạ. Tôi đã hết câu hỏi. Tôi xin cảm ơn nhóm nhân dân làm chủ quốc gia đã dành thời gian trả lời thắc mắc của tôi. Tôi xin kính chúc nhóm nhân dân làm chủ quốc gia thật nhiều sức khỏe. Trân trọng cảm ơn. Tôi là nhân dân tên Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 23 của bà Tạ Phương Liên ở Hà Nội. Người tu Thiền tông chân chính phải hiểu cơ bản như sau. 1. Mình tu theo Thiền tông Mục đích là để giác ngộ. Mình giác ngộ càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không học ngoài gốc Thiền tông. Nếu ngoài gốc Thiền tông là sai, rất nguy hiểm. Học đến đâu hay đến đó, nhất là học cho thông các phần như sau. Một là con người mình có mấy thứ tánh, phải hiểu thật rõ mỗi tánh con người hoạt động để làm gì. Hai là tổ chức ở địa giới như thế nào ba là tổ chức ở tam giới như thế nào bốn là tổ chức mỗi đạo ở trái đất có đúng lực hay không và tu để được gì có thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi hay không năm là đạo lập ra có cho người thắc mắc hỏi tự do hay không hai mình tu theo thiền tông mục đích là để giải thoát Giải thoát là ra ngoài sức hút của địa giới và tam giới Giải thoát là ra ngoài sức hút của tiền tài, danh lợi, địa vị, vân vân. Giải thoát là ra ngoài sức hút của vật lý, của điện từ âm dương, vân vân. Tôi tên La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Tôi có một số thắc mắc sau, mong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam vui lòng giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn. Tôi nghe thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lên mạng khẳng định rằng: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trước tới nay không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa giống như đạo Thiên Chúa. Đồng thời cũng chưa có quy định về tiêu chí chuẩn mực nào của một thầy tu cả. Vậy tôi xin hỏi, câu hỏi 1. Nhóm nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam có biết thông tin về lời khẳng định trên mạng như trên của thượng tọa Thích Nhật Từ hay không? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Bà Rịa Vũng Tàu xin trả lời câu hỏi thứ nhất của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng hội đạo Phật không có giáo lý là đúng. Vì hiện nay các chùa ở Việt Nam không chùa nào tu giống chùa nào vì không có giáo lý. Thượng tọa Thích Nhật Từ Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định như vậy là đúng. Hãy nghe kệ. Đạo Phật xá pháp rõ ràng, tu không giáo lý tu càng là ngu. Người ngu tu mới chậm khu, lại ma lại quỷ mà tu cái gì? Tu Phật thì phải bỏ đi, cầu xin lại luật để thì về quê quê xưa chống cũ là quê phật giới thanh tịnh ta về an vui tu phật thì không có ngồi ngồi thì ma nhập để rồi thành ngu người ngu mới ngồi mới tu tu vậy là gốc chứ tu cái gì tu phật là để làm chi là theo lời phật ta đi về nguồn phật giới là nơi cội nguồn người tu về đó buông đi luân hồi thông thả đi đứng nằm ngồi giác ngộ giải thoát hiểu rồi là xong quỳ xuống lại lục cầu mong là người ngu ngốc hết mong trở về câu hỏi 2 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh các thầy tu trong đạo Phật Tu mấy chục năm trời mà không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa, vì sao có nghịch lý này? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Bà Rịa Vũng Tàu, xin trả lời câu hỏi 2 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Người tu theo đạo Phật mà không có quyển giáo lý mà tu mấy chục năm nay thì người này tu mù đó hãy nghe kệ không giáo lý là tu mù người nào tu mù là phải chổng khu cầu xin ma quỷ cho xu là những người ngốc tu ngu nhất đời tu không giáo lý cả đời thành người ngu dại là người tu si tu si để được cái chi được danh ngu ngốc đi về ngục sâu. Tu không giáo lý gục đầu cầu sinh lại lục còn đâu là người. Tu để lường gạt con người lấy tiền lấy bạc phải về ngục sâu. Tu mà thích gục cúi đầu người này quả ngốc cúi đầu cầu sinh cầu xin đánh mất chính mình người Việt chân chính không xin làm gì. Cầu sinh thì đánh mất đi, tư cách người Việt làm chi rõ ràng. Tu Phật thì phải hiên ngang, không cầu không lại hiểu đàn thoát ly. Câu hỏi 3 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Các thầy tu trong đạo Phật tu mấy chục năm trời mà không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa. Vậy họ đang tu cái gì? Tôi là nhân dân, tên Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin trả lời câu hỏi thứ ba của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy tu trong đạo Phật tu mấy chục năm trời mà không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa. Thì vị thầy này tu, tưởng tượng, tu đại, tu càng, tu ngang đó. Hãy nghe kệ đạo Phật giáo lý rõ ràng, tu không giáo lý tu ngang chớ gì, tu ngang thì tu ngu si, tu để lừa đảo tu thì ngục sâu, tu mà cúng hai cầu là cúng ma quỷ cầu cô hồn thôi, tu ngồi vàm đại ôi thôi, còn chi tu Phật bị đời khinh chê, tu Phật là bỏ u mê hiểu bằng trí tuệ u mê hết liền tu phật mà thích linh Thiên theo cô hồn đó linh Thiên làm gì tu phật là bỏ ngu si học cho biết hết ngu si lìa mình tu phật mà thích tụng kinh phật bảo như vậy là mình quả ngu Câu hỏi 4 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy tu trong đạo Phật tu mấy chục năm trời mà không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa. Vậy họ tu có đúng lời Phật dạy hay không? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Văn Nhàn, cư ngụ ở Bà Rịa Vũng Tàu, xin trả lời câu hỏi thứ tư của chị La Thị Hoàng Anh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh các thầy tu trong đạo Phật tu mấy chục năm trời mà không có quyển giáo lý đạo Phật đúng nghĩa. Vậy thầy tu này làm sao tu đúng lời của Đức Phật dạy được? Thầy này tu để mong người khờ cúng tiền cho thầy sai. Hãy nghe kệ. Tu không giáo lý tu chi? Tu không giáo lý tu lì biết không? Tu không giáo lý cầu mong cầu mong ma quỷ là mong có tiền có tiền nói xạo nói điên để người ngu ngốc cúng tiền mình thôi không giáo lý nên tu ngồi để vong nhập xác xương trời là ta ta là thượng đế nói ra nói xạo nói láo để mà kiếm ngân giảng đạo như kẻ tâm thần nói bậy nói bạ xa gần không thông giảng đạo mà đi nói ngông giáo chủ dốt chữ nói ngông nói sàm tu phật mà quá tham lam có nhiều tài khoản rồi làm đại ca đại ca thứ kiện người ta bỏ tù người chống đại ca danh lừng đại ca vui sướng và mừng dạy người tình dục để mừng ta tu ta tu ta kiện người tu Bỏ tù người yếu ta tu ấy mà Ta tu là giết người ta Người nào chống đối ta cho vô tù Ta tu có dạng tiền thu Của người nhẹ dạ dân su ta xài Ta tu có danh là ngài Bạc tiền ngàn tỷ ta xài hả hê Ta tu mà ai khinh chê Ta thưa tòa xử ở tù hết chê Kẻ nào ngạo mạn khinh chê ở tù là đáng hết chê thầy chùa Câu hỏi năm của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy tu trong đạo Phật, tu mấy chục năm trời mà không có quy định chuẩn mực nào về tu sĩ cả. Vậy, họ lấy ai hoặc lấy cái gì làm chuẩn? Tôi là Nhân Dân, tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 5 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Định chuẩn tu sĩ phải có 10 phần gồm 1. Phải có quyển giáo lý của pháp môn tu 2. Phải có quyển giáo kinh của pháp môn tu 3. Phải có quyển giáo lễ của pháp môn tu 4. Phải có giáo điều của pháp môn tu 5. Phải có quyển giáo luật của pháp môn tu 6. Phải có tôn chỉ của pháp môn tu 7. Phải có cương lĩnh của pháp môn tu 8. Phải có nội quy của pháp môn tu 9. Phải có đạo phục của pháp môn tu 10. Phải có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu Nếu thầy tu theo đạo Phật mà không có định chuẩn 10 phần nói trên thì thầy tu tưởng tượng và làm như sau một khoái ngồi cho người khác lạy mình vì tưởng mình là thánh là thần là tiên hoặc đứng hiển linh hai khoái làm những chuyện sau đây một là chuyên lấy bông nhúng nước rải vào tượng phật để phật linh để nhiều người đến lạy tượng phật linh cúng tiền cho mình xài đã luôn hai là đứng cho người khác lại mình vì cho mình là thánh sống ba là dạy người tu giải thoát phải ăn rễ cây mới giải thoát được vân vân câu hỏi 6 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua tôi có xem trên YouTube thấy chùa Giác Nguyên tại huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức Hội thi giáo lý đạo Phật vào ngày 23 tháng 4 năm 2023. Như vậy, chùa Giác Nguyên này có quyển giáo lý đạo Phật. Vậy, nhân dân phải làm sao để biết được đây là giáo lý thật hay giả? Tôi là nhân dân tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 6 của chị La Thị Hoàng Oanh. Cư ngụ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Giác Nguyên ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có giáo lý nên chùa mới tổ chức hội thi giáo lý đạo Phật. Như vậy là chùa này tu đức đúng luật đó. Vậy, nhân dân nào ở gần chùa Giác Nguyên đến chùa Giác Nguyên hỏi thầy chủ trì chùa Giác Nguyên hai chữ Giác Ngộ của Đức Phật dạy là giác cái gì? Nếu vị thầy chủ trì chùa Giác Nguyên trả lời đúng là giáo lý thật, còn không trả lời được là giáo lý giả. Câu hỏi 7 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Hôm trước, tôi xem trên mạng, thấy nhóm nhân dân làm chủ quốc gia có sinh hòa thượng Pháp chủ Thích Trí Quảng và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Đừng cấm xuất bản quyển giáo lý đạo Phật để cứu loài người và trái đất không bị diệt vong sớm. Vậy, quyển giáo lý đạo Phật này từ đâu ra của chùa nào nữa? Tôi là nhân dân tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 7 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh quyển giáo lý đạo Phật của Thiền Tông Sư Thích Đức Hà giao cho Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo bảo xin phép xuất bản ra để cho nhiều người biết là quyển giáo lý của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Do 36 vị tổ Thiền Tông, Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam truyền đi, Thiền Tông Sư Thích Đức Hà giao cho Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo xin xuất bản nhưng chưa xuất bản được. Câu hỏi 8 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, quyển giáo lý đạo Phật này dạy những gì? Có ích lợi gì hay không mà nhóm nhân dân làm chủ quốc gia lại lên mạng xin như vậy? Tôi là nhân dân, tên Mai Đăng Sơn, cứ ngủ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 8 của chị La Thị Hoàng Oanh, cứ ngủ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Quyển giáo lý Đạo Phật, Đức Phật dạy sự thật ở trái đất này, có lợi ích cho nhiều người, giúp cho người đọc không còn tin lầm bất cứ việc gì ở trái đất này. Quyển giáo lý này, Đức Phật dạy tu hành Phật, mà thành rất dễ như ăn cơm. Câu hỏi chính của La Thiền Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Pháp Chủ và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam có cho phép xuất bản chưa? Tôi là nhân dân, tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi chính của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Pháp Chủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam không trả lời, nên sách chưa được phép xuất bản. Câu hỏi 10 của La Thiện Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Hòa Thượng Pháp Chủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa cho phép xuất bản quyển giáo lý trên? Tôi là nhân dân, tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 10 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này dân dân chúng tôi không biết, chị nên hỏi Hòa thượng Pháp chủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi Hòa thượng trả lời ra sao. Câu hỏi 11 của La Thiện Hoàng Anh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin tôi đã nêu ở trên, chùa Giác Nguyên ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có quyển giáo lý đạo Phật đó. Tại sao nhóm nhân dân làm chủ quốc gia không đến đó xin về mà học. Tôi là nhân dân, tên Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 11 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm dân dân làm chủ quốc gia chúng tôi chỉ thích đọc giáo lý khoa học, chứ không thích đọc giáo lý cúng. Ở trái đất này, cúng là cúng cho cô hồn ăn. Chúng tôi không muốn cô hồn làm cha mẹ, nên không cúng cho có hồn ăn là vậy. Câu hỏi 12 của La Thiện Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Việc cứu trái đất và loài người không bị diệt vong sớm là việc hệ trọng, ngày đó còn rất xa lắm để nhà nước tự biết cách làm, cần gì nhóm nhân dân làm chủ quốc gia phải lo lắng như thế. Tôi là nhân dân tên Nguyễn Thành Tài, cư ngụ ở quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 12 của chị La Thị Hoàng Anh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nước giao cho nhân dân làm chủ, nên nhân dân chúng tôi phải lo cho quốc gia mình. Người nào cũng tránh tính, chớ đừng có mê tính. Người Việt Nam mà đụng cái gì cũng lại, cũng cầu xin thì người việt nam này không sáng suốt vì nhân dân chúng tôi muốn cho nhân dân việt nam ai cũng sáng suốt nên đứng ra lo việc này hiện nay còn rất nhiều người việt nam còn thích mua bùa mua phép lắm vì vậy nhân dân chúng tôi phải nói cho nhiều người biết đừng có mua bùa phép đây là mấy người lừa đảo đó Thời văn minh đừng có ngu nữa mà mua bùa mua phép Mua dụng cụ kích dục thì được Người nào sản xuất hướng dẫn và khuyến khích xài dụng cụ kích dục là thánh đó Câu hỏi 13 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh Việc cứu trái đất và loài người không bị diệt vong sớm là việc hệ trọng. Khi nào tới thời kỳ hoại diệt thì để hòa thượng pháp chủ cũng như các vị có chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam lo. Chỉ cần các ngài ngồi nhà lập đàn cúng cầu xin bình an cho cả thế giới, chiến tranh sẽ chấm dứt thôi. Cần gì nhóm nhân dân làm chủ quốc gia phải lên mạng kêu gào như thế? Tôi là nhân dân, tên Nguyễn Thành Tài, cư ngụ ở quận nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 13 của chị La Thị Hoàng Anh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Việc lập đàn cúng cầu cho thế giới hòa bình là của những người trí óc còn đầu đá. Nay là thời kỳ nguyên tử rồi mà còn cúng cầu cho trái đất hòa bình, thật là quá ngốc vậy. Người Việt Nam có trí tệ không làm việc này. Việc cứu trái đất không diệt vong sớm, dễ như ăn cơm. Tại con người không chịu thực hiện, mà cứ khoe ta là giỏi, nên cứ đánh nhau hoài là vậy. Hai người đánh nhau này, họ muốn cùng chết chung. Câu hỏi 14 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đại dịch COVID-19 đã tạm lắng xuống. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19 đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Đó là nhờ các thầy trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hàng ngày cùng nhau cầu nguyện mới được như vậy đó. Nhóm nhân dân làm chủ quốc gia không thấy sao? Tôi là nhân dân, tên Nguyễn Thành Tài, cư ngụ ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 14 của chị La Thị Hoàng Anh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống là do các nhà khoa học y khoa họ nghiên cứu sản xuất ra vaccine để tiêu diệt Covid. Chứ đâu phải là cầu nguyện. Đức Phật dạy người nào cầu nguyện cho bệnh hết là những con người không có trí tệ đầu óc còn ẩu chỉ lắm con người là đẳng cấp cao nhất trên trái đất này người nào mà lại lục cầu xin người khác thì con người này quá khiếp nhược tự hạ mình xuống sát đất vậy con người cao nhất người ơi cầu xin lại lục mình thời ngu si Ngu si không biết thứ chi Mới cầu mới lại Ngu si nhất đời Câu hỏi 15 của La Thiện Hoàng Oanh Ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Tôi nghe người ta nói Đức vua Trần Nhân Tông của nước Đại Việt xưa Khi giặc nguyên mông nhiều lần tới xâm lược nước ta Ngài cũng nhiều lần lập đàn Cúng cầu an để đuổi giặc đó Vì vậy mà quân dân nhà Trần thời đó mới chiến thắng như vậy Nhân dân thời đó mới an ổn như vậy Nhóm nhân dân làm chủ quốc gia không biết hay sao Tôi là nhân dân tên Nguyễn Thành Tài Cư ngụ ở quận nhà bè thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi 15 của chị La Thị Hoàng Anh Cư ngụ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh Người nào nói Đức vua Trần Nhân Tông của nước Đại Việt xưa Khi giặc nguyên mông nhiều lần tới xâm lược nước ta Ngài cũng nhiều lần lập đàn cúng cầu an để đuổi giặc Nên quân dân nhà Trần thời đó mới chiến thắng như vậy quả thật Người này gọi là Đại Ngu Tức ngu quá lớn Vua Trần Nhân Tông là vị vua nói tiếp dòng Thiền Tông Là tổ Thiền Tông đời thứ 34 của dòng Thiền Tông Ngài đâu có làm như vậy các vị phải hiểu rằng pháp môn thiền tâm học này là pháp môn khoa học vật lý. Người nào có kiến thức khoa học vật lý thì mới hiểu pháp môn này mà thôi. Còn người nào có đỏ mê muội nên mới lập đàn cúng tụng lại lục cầu xin người khác. Phải biết trên đời này ngôi vua là cao nhất. Thế mà vua Trần Nhân Tông còn dám bỏ lên núi ở. Nói bao nhiêu đó Chúng ta cũng biết vị vua Trần Nhân Tông là người đã hiểu thế giới này như thế nào rồi Loài người cao nhất trong ngũ thú tập cư ở trên trái đất này Mà đi cầu sinh lại lục người khác Tự mình từ bỏ phẩm vị của mình còn thấp hơn con thú Thì người này quá ngu khờ dại dột nhất vậy Làm người phải khôn bạn ơi Cầu sinh lại lục Tự làm người ngu Người ngu thì mới chổng khu cầu xin lại lục rước ngu về mình. Câu hỏi 16 của La Thiện Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thực tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố ra giáo lý đạo Phật chưa? Nếu đã công bố rồi thì tôi có thể tìm mua sách đó ở đâu? Còn nếu chưa công bố thì bao giờ mới công bố cho Phật tử được biết? tình cờ tôi có ghé thiền viện thường chiếu ở đồng nai tôi thấy có bảng hiệu như sau bản sơn thiền viện thường chiếu tôi thấy lạ quá vì từ trước đến giờ chưa từng nghe một nơi nào đặt tên hiệu như vậy tôi có một số thắc mắc như sau mong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia trả lời cho tôi rõ thông thêm tôi là nhân dân tên nguyễn ngọc thiện Cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh xin trả lời câu hỏi 16 của chị La Thị Hoàng Oanh cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Câu này có 4 ý. Ý 1, về việc giáo hội Phật giáo Việt Nam có công bố giáo lý chưa thì nhân dân chúng tôi không biết nên không trả lời được. Ý 2, về bản sơn thiền viện Thường Chiếu, nhân dân chúng tôi xin giải thích theo văn học việt nam như sau danh từ bản là bản doanh cũng gọi là doanh trại danh từ sơn là núi hai danh từ này ghép lại là doanh trại ở núi nơi đóng quân ở núi còn làm chuyện gì là do tổ chức này thực hiện ý ba thiền viện là cái nhà dành cho người dụng công ngồi thiền tu luyện thiền viện này có hai tổ chức sử dụng gồm một là các thầy tu theo đạo tiên ngồi thiền tu luyện để phát ra công lực đánh đối phương hai là các thầy tu theo đạo phật pháp môn tiểu thừa ngồi thiền tu luyện để thập loại thánh nhập sát giúp người ngồi thiền tuyên bố tu thiền chứng đạo ý bốn thường chiếu Vị này là một thiền tông sư Hiểu cơ bản pháp môn thứ sáu của Đạo Phật là thiền tông Gọi là giác ngộ thiền tông Nên thiền tông sư thường chiếu này Nghe vị thầy nào giảng thiền tông sai Thì vị thiền tông sư thường chiếu này Nói thẳng mà không sợ mít lòng Điện hình Có vị thầy ngồi giảng thiền tông Giảng không đúng chút nào Mà cũng có rất đông người ngồi nghe những người ngồi nghe này lại đi nói cho nhiều người khác nghe nữa gọi là tuyên truyền xạo nên vị thiền tông sư thường chiếu này có đến hỏi giảng đạo của thầy giảng thiền tông xạo này hỏi rằng trong kinh diệu pháp liên hoa đức phật có thọ ký như sau khi pháp môn thiền tông được công bố ra có năm trăm người thành phật vậy năm trăm người tu này họ tu cái gì mà được thành phật vị thầy ngồi giảng thiền tông xạo mà có nhiều người ngồi nghe này ấp a ấp úng không trả lời được cho nên vị thiền tông sư thường chiếu ngộ đạo này có nói một con chó lớn sủa láo một bầy con chó nhỏ cũng bắt chước sủa theo vì vậy người tu theo pháp môn thiền tông của đức phật dạy Biết thiền tông thì mới ngồi nói cho người khác nghe, còn không biết thì đừng có ngồi giảng cho người khác nghe mà bị chửi là thầy xạo đó. Câu hỏi 17 của La Thiện Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chữ bản sơn nghĩa là gì? Tôi chỉ từng nghe qua các cụm từ như bản địa, bản làng, bản chất, vân vân chứ thật sự tôi chưa từng nghe qua chữ bản sơn. Tôi là nhân dân tên Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 17 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói cho thật đúng, phải nói là đại bản sơn, tức bản danh trại lớn sử dụng cho một trong hai tổ chức. Một là Tổ chức của một nhóm người làm chuyện gì không hợp pháp hay là tổ chức của bọn cướp núi? Câu hỏi 18 của La Thiện Hoàng Anh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Việc đặt thêm chữ bản sơn trước tên của thiền viện để làm gì? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 18 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này chúng tôi không biết chị nên hỏi vị nào thực hiện bản hiệu này, họ sẽ trả lời cho. Câu hỏi 19 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao không ghi là thiền viện thường chiếu mà phải đặt thêm chữ bản sơn vào phía trước. Có phải chữ bản sơn này mang một ý nghĩa gì đặc biệt trong nhà Phật và trong đạo Phật đúng nghĩa có danh từ bản sơn này hay không? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 19 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này chúng tôi cũng không biết Chị nên hỏi vị nào thực hiện bản hiệu này Họ sẽ trả lời cho Câu hỏi 20 của La Thị Hoàng Oanh Ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Thiền viện, theo tôi được hiểu Là nơi để tu thiền có dụng công Việc gắn thêm chữ bản sơn trước chữ thiền viện Có làm thay đổi cách thức hay bản chất tu tập tại đây hay không? Tôi là nhân dân tên Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 20 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Phần này chúng tôi cũng không biết chị nên hỏi vị nào thực hiện bản hiểu này, họ sẽ trả lời cho. Câu hỏi 21 của La Thị Hoàng Oanh ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chữ thiền viện có nguồn gốc từ đâu? Có nằm trong hệ thống đạo Phật hay không? Mà sao tôi thấy hiện nay có rất nhiều nơi ghi là thiền viện, xin cho tôi được biết. Tôi xin chân thành cảm ơn nhóm nhân dân làm chủ quốc gia rất nhiều. Tôi là nhân dân tên Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 21 của chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thiền viện có nguồn gốc như sau. Đầu tiên là Ngài Lý Thái Bạch, lập ra Đạo Tiên, gọi là Giáo Chủ Đạo Tiên. Ngài Ngồi Thiền được vị Thái Cực Tiên Ông nhập xác hướng dẫn lập ra Đạo Tiên. Nơi Ngồi Thiền là cái nhà, gọi là Nhà Ngồi Thiền vị thái cực tiên ông nhập sát dạy nhà ngồi thiền gọi là thiền viện thiền viện này có ba loại gồm một nhà lớn gọi là đại thiền viện hai nhà vừa gọi là trung thiền viện ba nhà nhỏ gọi là tiểu thiền viện thiền viện là nơi người tu thiền dụng công ngồi thực hiện một trong bốn phần một ngồi dẹp vọng tưởng, quét vọng tưởng, cho vọng tưởng bay đi mất; hai, hoặc ngồi đè nén vọng tưởng, không cho vọng tưởng nổi lên; ba, hoặc là không theo vọng tưởng, gọi là biết vọng không theo; bốn, hoặc là đuổi vọng tưởng, gọi là nạt vọng không theo, vân vân. Người tu thiền không biết vọng tưởng là cái gì? nên mới thực hiện các phần như nêu trên. Còn đối với thiền tông thì mù mịt. Người có lòng tham, ham danh, ham tiền cũng bịa ra thiền tông để lừa những người không biết lấy tiền của những người này. Chắc chắn 100% người này sẽ bị siêu nhân quả vậy. Nhóm Phật gia Đà Nẵng gửi tập thể nhân dân làm chủ quốc gia đại diện ông Ba Lâm Câu hỏi một của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là Văn Lâm. Con đường trung đạo phải là con đường xây dựng thế giới giác ngộ, tình thương và hạnh phúc trong làm thế gian này không? Xin quý vị giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Trần Minh Khánh, cơ ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi một của nhóm Phật gia Đà Nẵng. Đại diện là ông Văn Lâm. Con đường trung đạo là con đường tu bỏ hai bên phải và không phải tức con đường không chấp con đường trung đạo là con đường tưởng tượng chứ đức phật đâu có dạy con đường này đức phật dạy đạo có sáu con đường tu gồm năm con đường dụng công tu để thành trụ ở trái đất và tam giới một con đường trở về phật giới chứ không có dạy đạo con đường trung đạo ở trái đất này có hai con đường đi gồm một là tu để lên trời hưởng nghiệp phước đức dương còn ở trái đất thì hưởng nghiệp phước đức âm nếu tu đúng còn tu sai thì xuống địa ngục hay là hoa báo hai là không tu ở trong họ tộc lưng phiên làm ông bà cha mẹ con cháu với nhau gọi là nhân quả gia đình hay họ tộc. Chứ Đức Phật không dạy tu trung đạo. Có họ hai của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm. Có người nói phải một lần chết đi mới hiểu thế nào là Pháp của Phật. Xin quý vị giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Trần Minh Khánh, cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 2 của nhóm phật gia đà nẵng đại diện là ông văn lâm câu này phải hỏi như sau người nào muốn biết pháp phật dạy như thế nào thì người này phải có công đức mà phải chết đi và sống trở lại thì mới hiểu thế nào là pháp của phật có phải như vậy không xin quý vị giải thích giúp trả lời là phải Câu hỏi 3 của nhóm Phật gia Đà Nẵng Đại diện là ông Văn Lâm Xin giải thích giúp cao Hiện nghiệp, sinh nghiệp, hậu nghiệp, bất định nghiệp Tôi là nhân dân tên Trần Minh Khánh cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi 3 của nhóm Phật gia Đà Nẵng Đại diện là ông Văn Lâm một Hiện nghiệp là nghiệp mình đang sống giàu hay nghèo, học ít hay học nhiều, vân vân. 2. Sinh nghiệp là mình đang tạo ra nghiệp, gọi là sinh nghiệp. 3. Hậu nghiệp là nghiệp sau này mình phải trả. Có hỏi 4 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm. Trong kinh Pháp Hoa có yếu chỉ khai mở chỉ bài cho chúng sanh nhận biết Phật tánh nhưng tại sao khi công bố về pháp môn thứ sáu nó đến Phật tánh tánh người thì bị các thầy chùa cho là tà đạo xin giải thích giúp tôi là nhân dân tên Trần Minh Khánh cư ngụ ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh xin trả lời câu hỏi 4 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm phần này phải hỏi các vị thầy nào chửi chứ nhân dân chúng tôi làm sao biết được tuy nhiên chúng tôi có nghe dư luận bàn tán các thầy chửi pháp môn giải thoát là những thầy nương theo đạo phật tu để hành các nghề như sau một thầy hành nghề cúng cô hồn vì pháp môn giải thoát ra không ai đến nhờ cúng cô hồn nữa nên thầy hành nghề cúng cô hồn này chửi cho là đạo tà hai thầy hành nghề bán bùa vì pháp môn giải thoát ra không ai đến mua bùa nữa nên thầy này chửi cho là đạo của ma ba thầy hành nghề bán phép vì pháp môn giải thoát ra không ai đến mua phép nữa nên thầy này chửi cho là đạo của người bị bệnh tâm thần. 4. Thầy hành nghề đám cưới vì pháp môn giải thoát ra, không ai đến thuê làm đám cưới nữa, nên thầy này chửi cho là đạo của người bị bệnh hoang tưởng vân vân. Câu hỏi năm của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm giáo hội Phật giáo không nhất trí để thiền tâm sư sẵn giả quyển nhân phổ biến giáo lý của Đức Phật truyền theo dòng thiền tâm và xin hỏi nhân dân giáo lý có thể lưu hành nội bộ không nếu được thì cho thời gian nào thiền tông sư soạn giả quyển nhân cho lưu hành nhờ nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp tôi là nhân dân tên Trần Minh Khánh cư ngụ ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi năm của nhóm Phật gia Đà Nẵng Đại diện là ông Văn Lâm Quyển giáo lý của Đức Phật Bí mật truyền theo dòng thiền tông Nói sự thật ở trái đất này Nhà nước phải cho phép lưu hành mới được Không lưu hành nội bộ Lưu hành nội bộ có người phô tô ra nhiều Thì phạm luật Nên không lưu hành nội bộ được Câu hỏi 6 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm, tu Pháp Môn Thiền Tông là không chấp dính, đôi lúc mình tưởng là không chấp dính vì nó rất vi tế, vậy làm sao để hiểu biết rốt ráo, nhờ nhóm dân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp. Tôi là Nhân dân, tên Nguyễn Thị Bích Thủy, cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu, xin trả lời câu hỏi 6 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm. Muốn tu theo pháp môn thiền tông mà không chấp dính Thì chỉ cần thực hiện các phần như sau một Học cho rõ thông hết tổ chức càng khôn vũ trụ 2. Học cho rõ thông hết tổ chức Phật giới 3. Học cho rõ thông hết tổ chức hệ mặt trời 4. Học cho rõ thông hết tổ chức tam giới 5. Học cho rõ thông hết tổ chức địa giới 6. Học cho rõ thông hết tổ chức trái đất dù hữu hình hay vô hình 7. Học cho rõ thông hết các đạo tu để được cái gì 8. Học cho rõ thông hết cách tạo công đức 9. Học cho rõ thông đường trở về Phật giới 10. Đừng có nhiệt tình giúp người khác giải thoát Chỉ giúp bằng trí tuệ thôi Có hỏi bãi của nhóm Phật gia Đà Nẵng Đại diện là ông Văn Lâm kinh viên giác có chiến chữ một vô sở cào hai vô sở đát ba vô sở sợ, sợ sau từ xưa đến nay chùa nào cũng lại tu sĩ có chứng có đát nếu có ai chấn chỉnh sự tu hành thì họ sợ hành xử sân si để bảo vệ xin nhờ nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp tôi là nhân dân tên nguyễn thị bích thủy cư ngụ ở thành phố vũng tàu Xin trả lời câu hỏi 7 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm. Các vị tu sĩ ngày nay không ai dám biết sự thật lời của Đức Phật dạy. Vì vậy, có ai dạy sự thật thì họ phải sân si để bảo vệ đẳng cấp tu của họ. Nếu họ không bảo vệ tu của họ thì không ai đến với người tu nữa thì lấy gì sinh sống đây? Vì vậy, các thầy tu hiện nay ai cũng có các quyển kinh như Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy một Vô Sở Cầu, hai Vô Sở Đắc, ba Vô Sở Sợ, Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, Lạy Phật là Lạy Ma, Tùng Kinh cho Phật nghe là Tà Nghe. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy, Cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy Mục đích của người tu theo Đạo Phật chỉ cần có hai phần như sau Một là thấy bằng tánh Phật của chính mình Hai là biết bằng tánh Phật của chính mình Thế mà các thầy tu nghe đến mở tri và kiến Phật của chính mình Các thầy chửi cho là tà đạo Câu hỏi 8 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm trong giải đáp bất nhân có nói đi từ nam tới bắc tìm ông đạo nhân vô tu với chứng nhưng tìm mãi không ra chỉ toàn là ông thầy cúng thầy tụng cầu danh cầu lợi không có gì để học được vậy nhờ nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp tôi là nhân dân tên Nguyễn Thị Bích Thủy cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu xin trả lời câu hỏi 8 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm để khi nào chúng tôi gặp Phật hỏi Đức Phật sẽ trả lời cho cố gắng đợi câu hỏi kiến của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm ở không gian có rất nhiều loại hạt như hạt phật la ma hạt công đức hạt phước đức vậy người tu thiền tông hành làm sao để được hạt công đức xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Nguyễn Thị Bích Thủy, cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu. Xin trả lời câu hỏi chính của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm. Muốn lấy các hạt này thì xem trên mạng bài Phật ơi! Viết và đọc được như vị này thì hạt công đức sẽ rơi vào túi đầy nhóc liền. Câu hỏi 10 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, Bát nhã tâm kinh là mẹ của ba đời chư Phật. Xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Nguyễn Thị Bích Thủy, cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu. Xin trả lời câu hỏi 10 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm. Gọi quyển kinh Bát nhã tâm kinh là mẹ của ba đời chư Phật là có nguyên do như sau bát nhã là trùm khắp phật là trùm khắp mọi nơi tức kim thân phật di chuyển rất nhanh một triệu hai trăm ngàn km trên một giây tâm tức là tánh theo phật khắp nơi mà hành ai hiểu và hành theo bát nhã tâm kinh này thì chắc chắn một trăm phần trăm thành phật dễ như ăn cơm Có hỏi 11 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giúp tôi cúng dường cho Phật chúng ta nên cúng dường cái gì là đúng nhất tôi hiểu cúng dường cho Phật không cần vật chất vậy cúng bằng gì để được chư Phật nhận tôi là nhân dân tên Nguyễn Thị Bích Thủy cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu xin trả lời câu hỏi 11 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Văn Lâm Mục đích của Đức Phật lập ra Đạo Phật là để rước chúng ta trở về Phật giới. Người nào trở về Phật giới được là chúng ta cúng dường Đức Phật đó. Câu hỏi 12 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông Văn Lâm, một bậc đại giác ngộ đang sống thế giới âm dương này, tài sát danh lợi làm sao để đạt chánh đảng chánh giác. Xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Phạm Văn Thoảng, cư ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 12 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông, ông Văn Lâm. Ở trái đất vật chất âm dương này, không ai tu thành chánh đẳng chánh giác hết. Người nào xưng ta tu thành chánh đẳng chánh giác là xạo đó. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, ở trái đất âm dương tu mà thành là thành tà đó. Câu hỏi 13 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Mông Lâm. Các vị tỳ kheo tu trong chùa lấy lấy giới luật để tu, còn thiền tông không có giới luật làm sao sanh trí tệ? Xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp. Tôi là nhân dân tên Phạm Văn Thoảng, cư ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 13 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông, ông Văn Lâm. Trí tuệ là gì? Là hiểu biết toàn diện càng khôn vũ trụ này. Tu là phải có chứng hai đắc, là dính vào chứng rồi thì làm sao có trí tuệ được. Vì vậy, vua Trần Nhân Tông dạy, ngu mới tu thành Phật. Đạo Phật chỉ hành có bốn chữ thôi, giác ngộ là hiểu biết, học chớ không tu, tu là ngu. Giải thoát là giải dụa để thoát ra ngoài sự cuốn hút vật chất và tu hành này để trở về Phật giới. Vì vậy, tu là ngu nhất đời. Câu hỏi 14 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là Mông Lâm. Kinh Cung Cang có cao ứng vô sở trụ, nếu không trụ chỗ nào làm sao hiểu biết để mà hành xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp tôi là nhân dân tên Phạm Văn Thoảng, cư ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, xin trả lời câu hỏi 14 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông, ông Văn Lâm. Ưng vô sở trụ có nghĩa là lục căng không dính sáu trần, thì tánh Phật thanh tịnh của mình lộ ra. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, ông Tu Bồ Đề câu, Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, sáu căn của ông không dính sáu trần là sáu căn ông thanh tịnh đây là tâm kỳ đặc của ông đó tức tánh phật của ông thanh tịnh đó câu hỏi 15 của nhóm phật gia đà nẵng đại diện là ông mân lâm tánh thái tánh Ngay phải hành làm sao cho đúng xin quý vị giải thích giúp tôi là nhân dân tên phạm văn thoảng cư ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trả lời câu hỏi 15 của nhóm Phật gia Đà Nẵng, đại diện là ông, ông Văn Lâm. Tánh thấy, khi thấy không chạy theo vật mình thấy, gọi là thấy không dính cảnh. Khi thấy, chỉ thấy, thấy vậy mà thôi. Bác nhã tâm kinh, tức thấy và biết, nhưng không phân biệt. Thấy chạy theo thấy nữa là theo nhân quả luân hồi tánh nghe khi nghe không phân biệt tiếng mình nghe gọi là không chạy theo tiếng mình nghe cũng gọi là nghe thanh tịnh có nghĩa là nghe và biết hết nhưng không chạy theo tiếng và phân biệt tiếng câu hỏi 16 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là ông Lâm kinh Kim Cang có cao phòng sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến tướng phi tướng tức kiến như lai xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp tôi là nhân dân tên phạm văn thoảng cư ngụ ở quận tân phú thành phố hồ chí minh xin trả lời câu hỏi 16 của nhóm phật gia đà nẵng đại diện là ông ông văn lâm câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến tướng phi tướng tức kiến như lai nghĩa là ở trái đất này, vật gì có tướng là giả dối. Biết được trong tướng, có cái không phải tướng, đó là cái chân như của mỗi người đó, gọi là như lai, tức cái như như tự nhiên, không đến cũng không đi. Cao hỏ 17 của nhóm Phật gia Đà Nẵng đại diện là Mông Lâm, người tu thiền tông mà còn nóng nảy, còn làm dụng rượu bia, như vậy có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát không? Xin nhóm nhân dân làm chủ quốc gia giải thích giúp Tôi là nhân dân tên Phạm Văn Thoảng Cư ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi 17 của nhóm Phật gia Đà Nẵng Đại diện là ông, ông Văn Lâm Người tu thiền tông mà còn nóng nảy Còn lạm dụng rượu bia như vậy, có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát không? Xin miễn bàn người này đi, mình bàn thì cũng ở lại trái đất này tiếp. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là tập thể nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đây là phần giải đáp 75 câu hỏi của các quý vị là một nhóm Phật tử miền Trung. 2. Bà Tạ Phương Liên, cư ngụ ở thành phố Hà Nội. 3. Chị La Thị Hoàng Oanh, cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Và nhóm Phật gia Đà Nẵng. Tập thể nhân dân chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi rất hay và bổ ích. Kính chúc quý vị và gia đình được an khang, mạnh khỏe xin chân thành cảm ơn trân trọng kính chào